đó thì cũng nói thiệt luôn là tháng ta để là 400 triệu. 400 triệu chẳng nha. Là tháng ta lỗ công đó. Nói chung ra mấy tháng miền Tây thì các bạn biết anh em kỹ lắm. Về tăng trang lại để mình xài chứ không phải là mình mua đi bán lại nha các bạn. Đó, nhưng mà ý là tháng miền Tây chuyến này muốn ra cây này lại. Anh em nào cần xài thì tháng miền Tây để nhường lại cho cây này là giá 400 chẳng đó. Đời 2018 mới chạy vụ này đó. Mới nữa nha các bạn. Trong tháng Tây thì mới lượm cây này về, tháng Tây mình có quay cận cảnh cho các bạn xem rồi. Anh em tăng trang kỹ lắm luôn. Rồi 2018 đây. Có liền nè các bạn. Rồi chẳng thì thôi mà để mình quay cái lường mà hồi bữa hổm Thái mình tay chế cho các bạn xem nè. Cái lường của tháng tay chế nè. Đây các bạn ha. Nè, các bạn coi cái gần không có miếng trình nó dơ nè. Đó là chạy là đắt trình đắt lúng nãy giờ đó. Thấy không? Rồi còn đây thì máy của Thanh Khoa đó, thì các bạn cho mọi người xem và tham khảo nha. Máy Thanh Khoa và máy Thái miền Tây đó, thì mình cũng thông báo cho các bạn và mọi người cùng xem và tham khảo. Đây thì cái chiếc máy là đời 2018 của Thái miền Tây đó, thì cây này Thái miền Tây mới mua về, mới chạy đồng vụ này nha, mới cắt vụ này thôi. Thì cây này Thái miền Tây có định ra là giá 400 triệu cho anh em xài, không thương lượng nha, giá chết á. Thì các bạn cũng đã biết cái cây cây của Thái miền Tây thì rồi cây này thì của Thanh Khoa, cây này thì là 2016 của Thanh Khoa. Nếu mà Thái miền Tây á, để cái giá này lại 400 triệu cho anh em là Thái miền Tây lỗ công nha. Ở tại các bạn cũng biết hồi bữa hổm á, là lúc Thái miền Tây mới mua về và Thái miền Tây tăng trang lại là mình có nói là anh em để 400 là Thái miền Tây để luôn. Nhưng mà Thái miền Tây là nói nếu mà để 400 triệu là Thái miền Tây lỗ tiền công. Nhưng mà bây giờ thì anh em nào cần xài thì anh em Thái miền Tây sẽ để lại cây này cho anh em là giá 400 chẳng, không thương lượng không gì luôn. Nói chung thì máy Thái miền Tây các bạn biết rồi, anh em cứ lại xe máy bảo đảm máy như máy mới luôn. Máy miền Tây các bạn biết là máy miền Tây Thái miền Tây và chú Bảy nhỏ thì phải nói là kỹ lắm, đem về nội tăng trang làm theo cái ý của mình không là gần cả tháng trời các bạn trước máy nè. Bởi Thái miền Tây nói mà giá để lại là 400 triệu là Thái miền Tây lỗ tiền công mà. Hello, chạy hello. Nó chọt tôi kìa, anh Hải Vy ôm. Đó, Thái miền Tây các bạn. Đó thì cũng nói thiệt luôn là Thái miền Tây để là 400 triệu. 400 triệu chẳng nha. Là Thái miền Tây lỗ công đó. Nói chung ra mấy Thái miền Tây thì các bạn biết. Anh em kỹ lắm. Về tăng trang lại để mình xài chứ không phải là mình mua đi bán lại nha các bạn. Nhưng mà ý là Thái miền Tây chuyến này muốn ra cây này lại. Anh em nào cần xài thì Thái miền Tây để nhường lại cho cây này là giá 400 chẳng đó. Đời 2018 mới chạy vụ này đó, mới chạy hổm gài. Nội tiền tăng trang của Thái miền Tây không là mấy chục triệu. Nội tiền nước sơn không là đâu mười mấy triệu á, hết hồn chưa. Rồi công cán là làm là một tháng mấy trời nữa các bạn. Nói chung kỹ lắm, kỹ làm là phải nói là tư chi tiết. Nói chung các bạn anh em nào mà có cần xài hay gì cứ lại máy mà xem, những cái chi tiết nhỏ thôi là bảo đảm các bạn thôi là các bạn cũng phải vừa bụng, tại vì Thái miền Tây làm kỹ để xài mà. Thì Thái miền Tây hồi trước xài cây đời 2016 thì các bạn biết rồi, xài đời đầu mà xài tới giờ luôn. Nhưng mà cái máy giờ còn dứt găng mà.
Đó thì anh em nào cứ cần xài thì nữa mình để số điện thoại của Thái Miền Tây lên đây, anh em nào cần cứ liên hệ ngay Thái Miền Tây mình trao đổi nha các bạn. Giờ mình xem máy rồi mình coi này coi kia, test thử rồi này kia cho nó đã các bạn. Thì vừa bụng thì mình mua, không vừa bụng thì thôi các bạn. Nói chung giá bạc trăm triệu mà đâu phải bạc chục ngàn đâu các bạn. Mình nói thì mình đăng thì mình thông báo cho các bạn xem và tham khảo thôi, còn mình coi nữa các bạn ha. Là 400 triệu chẳng không thương lượng nha, là 400 triệu chẳng, nhưng mà tháng đầu tay bán là lỗ công đó. Đời 2018 cây này thì chưa có chạy được bao nhiêu hết, nói chung là còn riêng nguyên si hết nha. Tháng đầu tay mua máy thì các bạn biết rồi, tháng đầu tay lựa là nói thẳng là đồ là riêng 100% đó, chứ không phải mà nói mà pha hay là lắp giá cái gì hết luôn. Nhưng mà về là cái nào không vừa bụng rồi thì mình cứ tăng trang cho nó ngon lành, để cho nó đặc biệt cái máy mình chạy cũng đạt nữa thôi, chứ không bao giờ mà trên là cái gì nha bạn. Thì anh em nào có cần thì cứ liên hệ ngay với số điện thoại sẽ gặp Thái Miền Tây mình trao đổi. Rồi anh em đã xong, cũng chuẩn bị vô, vô vậy là hết rồi, vậy là mình cũng vô theo luôn. Rồi, còn đây thì chiếc đời 2018 của Thái Miền Tây. Đó. Cây này thì hồi nãy mình có quay chạy cho các bạn xem đó, thì Thái Miền Tây là sẽ ra là 400 triệu và Thái Miền Tây lỗ công nha. À các bạn coi nè, mấy Thái Miền Tây thì về tay Thái Miền Tây thì phải nói là đẹp hoàn toàn, đẹp là hoàn hảo đó. Anh em lụm là về xài thôi. Chứ không có cần cái gì nữa nha các bạn. Trong Thái Miền Tây thì mới lượm cây này về Thái Miền Tây, mình có quay cận cảnh cho các bạn xem rồi, anh em tăng trang kỹ lắm luôn. Rồi 2018 đây có liền nè các bạn. Rồi sẵn thì thôi mà để mình quay cái lường mà hồi bữa hổm Thái Miền Tây chế cho các bạn xem nè, cái lường của Thái Miền Tây chế nè. Đây các bạn ha, nè các bạn coi cái gần không có miếng trình miếng dơ nè, đó là chạy là đắt trình đắt lúng nãy giờ đó, thấy không? À, bạn cản thì nó cái bánh mình nó chỉ văng dính đây thôi ha. À, các bạn coi bên trong của nó đây còn mấy chát ở này luôn, mới đăng trang lại mới chạy có mấy trăm công đâu. Đó. Đó, mình quay cái này để cho các bạn phân biệt với máy thanh khoa nha. Đây, để anh qua mình quay máy thanh khoa không có để cái cản đó các bạn, nó xịn nó lên nó dính cái gần á. Đó. Đó nè các bạn coi nè, máy Thái Miền Tây chế cái ấy nè, đó các bạn thấy chưa, còn của thanh khoa không có cái miếng chặn nè, xình không miếng gớm không, bạn coi trình nè thấy không, Thái Miền Tây ta khu gan luôn chưa, chạy chung miếng đó, xình đóng lên tới cả đó luôn đó. Tính là chế này cũng hay các bạn, có ở đâu mình liếc lót cái miếng dĩ lên đây cái là rồi á, ai tài dĩ vậy, thẳng mình quay vậy cho các bạn phân biệt thôi. Nè mấy còn mới chát luôn, nói chung Thái Miền Tây thì các bạn biết rồi, kỹ lắm, kỹ ha. Đó, chạy hổm gầy xình nó văng lơ thưa vậy thôi, nói chung lụm về là xài nha các bạn. Nói chung anh em thì mấy Thái Miền Tây dọn về để làm, mà dọn để xài mà hình như Thái Miền Tây còn ghim nha, tôm đâu còn ghim chú má, nói chung là ghim là trăm trăm đó, mấy Thái Miền Tây lựa các bạn biết rồi, còn ghim trăm trăm luôn, không có gì mà tạp vô đây hết. Rồi nè, mình quay lại cái đít cho các bạn xem. Nè, hồi nãy của thanh khoa các bạn coi mấy cây này dính xịt trơn luôn ha, đóng trơn luôn. Nè, còn Thái Miền Tây nè. Nó đẹp như là không có miếng gì luôn. Nè, cái mé này nó chỉ văng lên tí xíu thôi. Nó văng tí xíu này là tại Thái Miền Tây chữa mé này nha các bạn. Chữa mé này để bụi nè. Đó, có bụi này nè. Nè, mình quét cho nó xuống đây nha. Đó. Có người ta hàng bít này lại luôn, là nó không văng đây luôn. Nó chỉ xịt mé dưới thôi. Thái Miền Tây chạy lưới này nha các bạn. Đây là cái kinh nghiệm của Thái Miền Tây chạy thanh đập liền nha. Đó, các bạn thấy anh đập không? À, lưới Thái Miền Tây nè. Đó, chạy là bao đẹp đó, bao ra lúa luôn, bất cứ giống nào. Ngon cơm chưa? 400 triệu là đời 2018 của Thái Miền Tây. Đó, anh em nào cần thì cứ liên hệ ngay
chú của Thái Bình Tây mình gặp trao đổi nha các bạn. Rồi rồi bánh xích đồ này kia thôi khỏi bạn đi, con lăn rồi kia thôi à, về tay Thái Bình Tây thì nói chung là máy giờ nó hoàn chỉnh hết rồi, bây giờ anh em lụm về là chạy, không có cần chỉnh cửa gì hết. Rồi 2018 giá 400 triệu, ở ngon, không có gì và còn gì bằng, xe chịch hết.